Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi quay trở lại với những ký ức của 10 năm trước. Ngày đấy có thể có những bạn vẫn còn đi học, có thể có bạn cũng đã đi làm như tôi, nhưng chắc hẳn sẽ đều nhớ đến một bộ phim về khủng long. Dù không nổi tiếng như Jurassic Park, còn Jurassic World thì vẫn còn đang được thay nghén đến 2 năm nữa mới công chiếu. Đó chính là Dạo Bước Cùng Khủng Long, Working with Dinosaurs, phiên bản điện ảnh năm 2013. Nói là phiên bản điện ảnh bởi trước đó đã từng có một loạt phim tài liệu cùng tên phát sóng trên truyền hình do đài truyền hình Anh Quốc BBC sản xuất, và phiên bản điện ảnh năm 2013 cũng chính do BBC sản xuất luôn. Chính vì thế phiên bản điện ảnh năm 2013 cũng lấy lại tên của loạt phim tài liệu, và có thể xem là BBC đã dùng toàn bộ kinh nghiệm làm phim tài liệu về khủng long của họ để sản xuất ra phiên bản điện ảnh này. Bộ phim được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 tại Liên hoan phim quốc tế Dubai, công chiếu tại Mỹ vào ngày 20 tháng 12 năm 2013, và đến đầu năm 2014 thì mới bắt đầu chiếu tại Việt Nam. Vào thời điểm công chiếu thì Dạo Bước Cùng Khủng Long là một trong những dự án độc lập có kinh phí lớn nhất với 80 triệu đô la. Tuy nhiên, dù ra mắt với khá nhiều kỳ vọng nhưng bộ phim lại là một thất bại phòng vé khi chỉ thu về 123,2 triệu đô la trên toàn cầu. Các nhà phê bình một mặt khen ngợi hiệu ứng và kỹ xảo của phim, nhưng không đánh giá cao cốt truyện và chất lượng lồng tiếng. Vậy rốt cuộc thì bộ phim này có thật sự tệ không, và những người yêu thích khủng long nghĩ gì về nó, so sánh nó thế nào với những bộ phim về khủng long khác như Jurassic Park chẳng hạn? Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Dinoman xem lại Dạo Bước Cùng Khủng Long phiên bản điện ảnh năm 2013 và thảo luận về bộ phim nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Dạo Bước Cùng Khủng Long phiên bản điện ảnh bắt đầu ở thế giới hiện tại, khi một nhà cổ sinh vật học tên Jack do Billy Butcher trong series The Boy thủ vai, dẫn hai đứa cháu gồm một trai một gái đi săn hóa thạch tại Alaska. Cậu cháu trai lớn tên Ricky đang đến tuổi ẩm mương, thích điện thoại hơn sư khủng long nên quyết định ở lại một mình thay vì đi theo chú Jack và em gái đi tìm sư khủng long. Nhưng trong lúc ở một mình thì cậu ta đã gặp một con quạ kỳ lạ biết nói tự xưng tên là Alex. Nó không những biết nói mà còn biết biến hình thành một con chim cổ đại có tên là Alex Ornis, chuyên ăn côn trùng và có bộ lông sặc sỡ hơn. Chưa hết đâu nha, con chim này chỉ cần cất cánh bay lên là đã du hành ngược thời gian, trở về quá khứ khoảng 70 triệu năm trước. Con chim này chắc hẳn phải là chim của Thái Thượng Lão Quân chứ không thể nào là chim thương được nữa rồi. Mà dù sao thì chúng ta cũng phải đi theo nó, bởi nó chính là người dẫn chuyện cho chúng ta, và đằng sau giọng nói của Alex là Sid đến từ loạt phim Kỷ Băng Hà. Alex sẽ dẫn chúng ta vào hành trình cuộc đời của Pachi, một bé khủng long mới ra đời thuộc giống Pachyrhinosaurus, dịch ra có nghĩa là thằn lằn mũi dày, ám chỉ một cái mấu lồi khá lớn nằm ngay phía trên mũi của con khủng long. Pachi là con của thủ lĩnh đầu đàn Bondus, nhưng cậu là đứa nhỏ nhất trong các anh chị em và thường bị các anh to con tên Scowler bắt nạt nên có vẻ khá thất thế trong công cuộc tranh thức ăn. Khi Pachi cố gắng đến với một mớ thức ăn nằm ở rìa tổ thì bị một con trâu đồng cắn vào đầu và tha đi. May mắn thay là cha cậu đã kịp chặn con khủng long ranh ma kia lại, và kết cục là Pachi chỉ bị mất một miếng thịt trên diềm đầu, tạo thành một cái lỗ. Cái lỗ như một điểm báo, bởi trên phim thì những đứa nào có sẹo trên mặt từ nhỏ hoặc bẩm sinh thường về sau sẽ rất lợi hại. Về cơ bản thì Dạo Bước Cùng Khủng Long phiên bản điện ảnh là một bộ phim có cốt truyện theo kiểu từ số 0 trở thành anh hùng kinh điển. Pachi là một bé khủng long yếu đuối hay bị bắt nạt, trải qua sóng gió, biến cố gia đình và cả thất bại dưới tay chính anh trai của cậu. Bên cạnh đó là những chất xúc tác lãng mạn từ người bạn gái thời ấu thơ Juniper, cộng với khả năng thông não chi thuật của Alex đã giúp Pachi hiểu ra nếu có chết thì hãy chết vì gái chứ đừng chết vô nghĩa. Cuối cùng thì Pachi cũng đã trở thành một người anh hùng đích thực khi giúp đàn của mình đánh bại lũ khủng long ăn thịt Gorgosaurus do gã thủ lĩnh Gorgon đứng đầu, cũng chính là kẻ thù đã sát hại cả gia đình Pachi, ngoài trừ Pachi và cả anh thích bắt nạt Scowler. Pachi thay anh trai Scowler trở thành thủ lĩnh mới của đàn Pachyrhinosaurus, kết đôi với cô bạn gái Juniper, sống hạnh phúc bên nhau, sinh ra những đàn khủng long con xinh đẹp trước khi màn hình quay trở lại thế giới hiện tại, nơi ông chú Jack cùng hai đứa cháu tìm ra hóa thạch hàm răng của Gorgon, trùng khớp với chiếc răng gãy mà Jack đã đưa cho Ricky ở đầu phim. Có thể nói sẽ trên khía cạnh là một bộ phim thì Dạo Bước Cùng Khủng Long phiên bản điện ảnh là một bộ phim có cốt truyện tương đối đơn giản và dễ xem đối với mọi đối tượng khán giả, không hắc não cũng không cầu kỳ. Bộ phim cũng để lại cho chúng ta vài bài học cơ bản nhưng cũng khá thực tế. Chẳng hạn như đừng think outside of the box khi bạn chưa đủ khả năng để tự vệ, nếu không mất mạng thì cũng mất đi miếng thịt nào đó trên người mình. Hay đừng dùng sức không mà hãy dùng cái đầu, như cái cách Pachi dùng đầu hút bay mấy cái răng của Gorgon. Và cuối cùng là nếu đã gặp được người trong mộng thì đừng quên xin số liên lạc để không mất công tìm đi tìm lại chỗ cũ mấy lần mà không gặp. Tất nhiên đối với những người có yêu cầu cao về mặt cốt truyện có thể họ sẽ không hài lòng với cốt truyện đơn giản của Dạo Bước Cùng Khủng Long.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn cho một đứa trẻ đi xem một bộ phim khủng long đích thực với những con khủng long có độ chân thực cao thì Dạo Bước Cùng Khủng Long sẽ là lựa chọn hợp lý hơn Jurassic Park hay Jurassic World. Bạn sẽ không cần phải giải thích nhiều về kỹ thuật di truyền, về ADN, về khoa học, về thuyết hỗn mang, mà chỉ đơn giản là tận hưởng câu chuyện về lòng quả cảm, về tình cảm gia đình và sự trưởng thành của những nhân vật là khủng long. Theo tôi, cốt truyện không hẳn là điểm mạnh hay điểm yếu của phim, nó chỉ đơn giản là vừa đủ để dẫn dắt khán giả vào thế giới khủng long hàng chục triệu năm trước. Nếu bạn muốn có plot twist, ẩn dụ này nọ thì tôi e là sẽ khó phù hợp với một bộ phim lấy chủ đề về thiên nhiên hoang dã và động vật cổ đại, nhưng điều đó có lẽ phù hợp với một bộ phim có sự góp mặt của con người hơn. Nói cách khác thì Dạo Bước Cùng Khủng Long phiên bản điện ảnh giống với một bộ phim tài liệu về khủng long có cốt truyện nhẹ nhàng, được lồng tiếng cho các nhân vật chính với mục đích là cho câu chuyện dễ hiểu hơn đối với một số đối tượng khán giả. Ban đầu thì ý định của đội ngũ sản xuất là không lồng tiếng cho các nhân vật. Đạo diễn Barry Cook từng nói rằng bạn hoàn toàn có thể tắt tiếng đi mà vẫn có thể tận hưởng những gì bộ phim muốn truyền tải. Tuy nhiên, một trong các lãnh đạo đến từ hãng Century Fox, một trong các đối tác phân phối chính của bộ phim thì cho rằng bộ phim nên được lồng tiếng để dễ kết nối với các khán giả như trẻ em chẳng hạn. Quyết định đó có thể là mang ý tốt, muốn bộ phim tiếp cận lượng khán giả rộng rãi hơn, nhưng về mặt chuyên môn thì phần lồng tiếng khá lạc quẻ với bộ phim. Chúng giống như các video lồng tiếng cho thú cưng mà chúng ta thấy đầy rẫy trên mạng hiện nay. Môi của các con vật không chuyển động, chúng cũng không có biểu cảm khuôn mặt phù hợp với phần lồng tiếng cho lắm. Một số câu bông đùa cũng không phù hợp với trẻ con dù mục đích của phần lồng tiếng là hướng đến trẻ con. Kết quả là chính phần lồng tiếng này lại làm cho tổng thể của bộ phim tệ đi khá nhiều và đánh mất sự mạo hiểm của ý tưởng gốc. Vậy thì cuối cùng điểm mạnh của bộ phim này vẫn chính là phần hiệu ứng cũng như tính chính xác về mặt khoa học. Bạn sẽ không phải đau đầu nghĩ xem T-Rex làm cách nào để xuyên không mấy chục triệu năm đến phía Nam để đối đầu với Giganotosaurus, mà thay vào đó bạn sẽ chứng kiến một hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh với các loài khủng long từng sống cùng địa điểm, cùng một thời đại mà không chỉ có khủng long đâu nha, còn có côn trùng này, giáp xác và cả động vật có vú nữa. Một bài viết trên Variety dẫn lời đồng đạo diễn Neil Nightingale nói rằng bộ phim là một dự án giải trí dành cho số đông, không phải về lịch sử tự nhiên, nhưng đúc kết chính xác từ những khám phá mới nhất về cổ sinh vật học. Trong đội ngũ cố vấn cho phim có nhiều nhà cổ sinh vật học, mà nổi bật nhất là tiến sĩ Steve Ruzat đến từ Đại học Edinburgh, tác giả của hai cuốn sách cổ sinh khá hot gần đây là Sự Trỗi Dậy Của Khủng Long và Sự Trỗi Dậy Của Động Vật Có Vú. Tiến sĩ Bruzat khen ngợi nỗ lực của đội ngũ làm phim trong việc tìm hiểu các khám phá về khủng long sau khi bom tấn khủng long Jurassic Park được công chiếu vào năm 1993 như một nỗ lực nhằm thoát khỏi cái bóng quá lớn của tác phẩm do đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đảm nhận. Một trong những chi tiết mới mẻ nhất trong phim là sự xuất hiện của khủng long có lông vũ như Troodon chẳng hạn. Tuy nhiên, hai loài khủng long chính trong phim là Pachyrhinosaurus và Gorgosaurus lại không có chi tiết này. Thay vào đó, họ cho Gorgosaurus những chiếc vảy lấp lánh. Quyết định này một phần đến từ việc vào thời điểm bộ phim đang sản xuất thì người ta chưa có bằng chứng trực tiếp về lông vũ của siêu họ Bảo Long, điều chỉ xảy ra sau khi đội ngũ làm phim đã hoàn thành thiết kế của Gorgosaurus. Đó là việc khám phá ra hóa thạch của Eutyrannus, một thành viên của siêu họ Bảo Long ở Trung Quốc với bằng chứng về lông vũ. Hơi đáng tiếc về điều này nhưng dù sao, đội ngũ làm phim cũng đã làm tốt nhiều chi tiết khác và có thể coi Dạo Bước Cùng Khủng Long là bộ phim điện ảnh làm tốt nhất tính chính xác khoa học về tạo hình cũng như cổ sinh thái học của khủng long tính tới thời điểm đó cũng như nhiều năm về sau. Tóm lại thì Dạo Bước Cùng Khủng Long phiên bản điện ảnh vẫn là một bộ phim đáng xem với các fan khủng long, nhưng nó không đủ tốt để chinh phục khán giả đại chúng và do đó, dù vẫn thu về nhiều hơn kinh phí nhưng nếu cộng thêm tiền marketing, tiền ăn chia với rạp thì rất khó để bộ phim hòa vốn. Vào năm 2014 thì họ đã quyết định sửa sai khi cho ra phiên bản rút gọn 45 phút có tên là Dạo Bước Cùng Khủng Long, Hành Tinh Thời Tiền Sử, công chiếu trên các rạp phim khắp nước Mỹ, bỏ đi phần lồng tiếng và tên nhân vật mà thay vào đó là để Dr. Trang Benedict Cumberbatch dẫn chuyện theo phong cách phim tài liệu. Một chỉnh sửa khác là Gorgosaurus trong phim đổi thành Nanosaurus. Vậy theo dữ liệu hóa thạch thì Gorgosaurus không xuất hiện ở Alaska, mà loài duy nhất thuộc siêu họ Bảo Long từng xuất hiện ở đó là Nanosaurus. Bạn cũng sẽ chứng kiến cảnh Nanosaurus tấn công Pachyrhinosaurus trong loạt phim tài liệu Hành Tinh Thời Tiền Sử của Apple TV Plus. Suy cho cùng thì Dạo Bước Cùng Khủng Long phiên bản điện ảnh vẫn là một bộ phim khủng long real, tức là chỉ có khủng long với khủng long và các động vật khác sống cùng thời, trên bối cảnh là đấu tranh sinh tồn thay vì lồng ghép vào đó những ý nghĩa như tham vọng và sự ngông cuồng của nhân loại. Khủng long cũng thật sự là khủng long thay vì là sản phẩm của công nghệ di truyền, với pha tự hủy thần thánh là dùng ADN của ếch để bù vào những đoạn mã bị mất thay vì dùng ADN của chim, vốn là hậu duệ trực tiếp của khủng long. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.